Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 240.000 cái tóc cần baby. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện chatbot. Rồi tiếp theo chọn start này. Thực hiện kết quả phép tính. Ok, sau đó thì mọi người sẽ thực hiện các nhiệm vụ join vào group Telegram. Rồi tiếp tục mọi người sẽ bấm vào dòng click here cho mình. Ok, quay trở lại bot này. Sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi bấm chọn theo dõi. Tiếp tục chọn like và retweet bài đăng. Quay trở lại bot. Ở đây thì mọi người sẽ phải đăng ký một cái tài khoản ở trên website của nó, mọi người bấm vào đây để đăng ký này. Rồi, mọi người sẽ nhập các mục này, địa chỉ email cho mình. Sau đó nhập tên họ này, sau đó là tên này. Ở phần số điện thoại và thành phố này, đất nước này mọi người bỏ qua cho mình nhé. Và nhập mật khẩu này. Rồi sau đó thì ở cái mục này mọi người bỏ trống cho mình nhé. Mọi người sẽ tích vào dấu agree này, xác minh người máy này, và chọn sign up now. Rồi ok, nó sẽ một cái mail gửi về cho mọi người, thì mọi người sẽ vào mail mở ra nhé. Rồi, mọi người mở mail ra để xác minh. Rồi, mở mail này. Và mọi người sẽ bấm vào cái đường link màu xanh này để xác minh nhé. Rồi, như vậy là đã xác minh thành công. Bây giờ mọi người quay trở lại bot cho mình. Tiếp tục join vào kênh Instagram. Chọn theo dõi. Và sau đó quay trở lại bot này. Retweet lại cái bài đăng ở trên kênh Airdrop Retech. Rồi, mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó. Rồi, chọn like và retweet. Và quay trở lại bot. Giao tiếp vào kênh Airdrop Detect. Quay trở lại. Mọi người kéo xuống dưới cùng chọn submit cho mình. Rồi, ở đây mọi người nhập cái địa chỉ email đăng ký nhé. Sau đó nhập profiling của Twitter này. Tiếp theo mọi người nhập profiling của Instagram. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link retweet ở trên kênh Airdrop Retech. Thì mọi người sẽ quay trở lại Twitter. Copy cái đường link này. Quay trở lại. Dán vào. Rồi, tiếp tục chọn viết cho mình. Tiếp theo mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC. Mọi người có thể vào ví trước hoặc ví MetaMask để lấy địa chỉ. Rồi, sau đó thì sẽ sao chép địa chỉ ví cho mình. Và quay trở lại. Chọn Complete. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.